Thì nếu như các bạn đã theo dõi kênh Long Hunter Gaming của mình đã lâu á, thì chắc các bạn cũng đã quen thuộc với những video gameplay chỉ xoay quanh một người thực hiện. Thì đó chính là mình, Long Hunter. Nhưng mình nghĩ các bạn cũng đã từng xem qua những video mà mình đã co-op với những người bạn của mình, như là cái video mình đã chơi Geometry Dash cùng với Huy, hay là những cái video mình đã chơi Roblox cùng với người bạn của mình có tên là Dam. Và cũng khá là tiếc luôn là mình với bạn ấy cũng chỉ góp mặt trong khoảng 1-2 video thôi à. Nhưng mà phải nói đến một nhân vật mà đã góp mặt xuyên suốt 19 video của mình. Đúng rồi, mình đã đếm khoảng 19 video á. Và nếu như tính luôn cả video này á, thì là 20 video luôn nha. Và nhân vật đó không ai khác, đó chính là anh bạn Sô. Thì đối với mình á, là con số này cũng khá là ấn tượng, vì trước kia mình có quan điểm là chỉ phù hợp để làm video một người chơi thôi, là chỉ có mình thôi chứ không còn có ai nữa trơn á. Nhưng mà giờ sao, mình đã có như đây video mình quay chung với bạn của mình là Sô nè. Thì cái câu hỏi ở đây đó chính là cái cơ duyên nào đã khiến cho mình với Sô gặp nhau. Và cũng có nhiều bạn cho rằng mình với Sô là bạn trong trường, bạn cùng lớp, bạn cùng sớm, hay là bạn ngoài đời chẳng hạn. Thì để giải đáp cho các thắc mắc đó thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện có tên là mình đã gặp Sô như thế nào. Thì trước tiên chúng ta cần phải hiểu một vài điều về những cái tác nhân mà đã khiến cho mình với Sô gặp nhau nè mọi người. Thì nếu như các bạn có theo dõi kênh của mình thường xuyên á, thì chắc các bạn cũng đã xem qua cái series có tên là Geometry Dash, hay mọi người còn gọi nó với một cái tên là trò chơi ước chế những thế giới á. Cũng đúng mà. Thì tính tới thời điểm hiện tại thì trò chơi này vẫn là một trong những trò chơi mà mình yêu thích nhất luôn mọi người. Và chúng ta sẽ cùng quay lại với khoảng thời gian là vào đầu năm 2020. Sau khi mình đã dành ra một năm để mà gắn bó với trò chơi này, thì mình đã quyết định tham gia cộng đồng của Geometry Dash trên Facebook, với mong muốn là mình sẽ gặp được những người bạn mà có cùng sở thích cho trò chơi này giống mình. Thì cũng thật sự mà nói á, thì cái trò chơi này nó không có hợp gu đối với game thủ Việt Nam cho lắm, nên là nó không thịnh hành đó mọi người à. Thì sau khi mình đã vào cái cộng đồng Geometry Dash, mình cảm thấy rất là phấn khích khi mà thấy các pro player có thể chơi được những cái màn chơi mà mình nghĩ là mình sẽ không thể nào chơi được luôn. Nó thật sự rất là khó, vì trình độ của mình lúc đó còn khá là thấp, nên là mình không muốn đăng video về cái trò chơi này lên trên cộng đồng đó. Mà thay vào đó là mình đã làm một cái video có tên là thử thách phá đảo trò chơi khó nhất thế giới. Trong cái video đó là mình toàn chơi những các bạn chơi dễ không. Thì nếu như đối với các bạn mà không có chơi trò chơi này, khi mà nhìn vào video thì sẽ kiểu what the fuck, là sao anh Long ta có thể chơi trò chơi siêu chết khó nhất thế giới này được. Và một khoảng thời gian sau đã có một người chia sẻ cái video đó của mình lên trên cộng đồng của Geometry Dash. Mình thấy vậy nên là mình cũng đã comment vào trong đó, kiểu như là tôi chính là Long Hunter, tôi chính là thằng đã làm ra cái video này đó. Tự hào chưa? Rất là tự hào luôn. Và cái sự kiện đó đã đánh dấu cho cái lần gặp mặt đầu tiên của mình với Sô. Nhưng mà wow, cái cuộc gặp mặt nó cũng không mấy suôn sẻ. Thật ra mà nói là Sô trong cái khoảng thời gian đó thực sự rất là khác xa với Sô của hiện tại. Mình cũng đã từng nghĩ là anh bạn này khá là toxic, nhưng mà thật sự là Sô rất là toxic thật. Thì cái lời chào đầu tiên của anh bạn Sô đó chính là chào YouTuber nổi tiếng idol giới trẻ. Đó là cái ảnh comment duy nhất của Sô mà mình còn giữ từ cái bài boss đó, tại vì cái bài boss đó đã bị xóa rồi. Nhưng mà cái cuộc trò chuyện nó cứ thế mà tiếp tục. Ha ha, tao biết mày là thằng nào rồi. Mày chính là thằng lồng tiếng cho Alan Walker à, nhầm Alan Becker video người que chứ gì. Lúc đó mình kiểu rất là bối rối luôn à. Mình nghĩ chắc là anh bạn này kỳ thị những người làm YouTuber hay gì rồi, nên là mình đã rep lại kiểu chấm hỏi. Và anh bạn Sô đã đáp lại: trước khi vào cộng đồng tao có một số câu hỏi cho mày. Ai là pro player nhất của Geometry Dash ở Việt Nam? Ai là người sáng lập ra cộng đồng này? Ai là người đẹp trai nhất thế giới mà mày cũng không cần trả lời vì anh Sô đẹp trai nhất thế giới? What the hell man? Lúc đó thật sự là mình không hiểu Sô đang nói gì hết trơn á. Thì theo như lời kể của Sô, lúc đó Sô đã tưởng lầm mình là một người nào đó mà Sô đã từng thấy trên YouTube. Chính xác là cái kênh YouTube có tên là Lòng Thánh Lầy, sở hữu một video lồng tiếng với số view cao ngất ngưỡng là 17 triệu view. Và kênh mình vào thời điểm đó cũng sử dụng hình ảnh người que để mà đại diện cho cái khuôn mặt của mình khi mà mình vẫn chưa Sô mặt. Nên là thành ra Sô cũng tưởng mình là Long Thánh Lầy. Sau khi mình đã phủ nhận mình không phải là Long Thánh Lầy, Sô vẫn không có tin điều đó, mà cứ nghĩ mình là Long Thánh Lầy. Nhưng mà thôi, Sô đã tạm gác cái chuyện đó sang một bên. Và sau đó Sô đã bắt đầu thay đổi thái độ và nói: ok, thế thì chào mừng ông đã đến với cộng đồng của Geometry Dash. Mình lúc đó kiểu ok. Và kể từ lúc đó mình đã bắt đầu sợ Sô, vì mình cảm thấy Sô chính là một người rất là kỳ lạ. Tại sao một người có thể để cái avatar là thành một cái Sô? Nó có ý nghĩa gì? Và cái ảnh bìa là rất là nhiều cái Sô. Ha, khiến cho mình cảm thấy thật sự là không thoải mái, nên là mình đã quyết định là xa lánh anh bạn này. Tránh xa anh bạn này ra càng xa càng tốt, không nên tiếp xúc.
Và cũng trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, Seo cũng nhắn tin cho mình là Seo đã có một yêu cầu nho nhỏ là muốn hợp tác làm video co-op với mình. Yep, nhưng mà mình đã từ chối tại vì lúc đó mình vẫn còn đang có cái suy nghĩ là một mình tự làm video là sẽ tốt hơn. Và lúc đó mình vẫn còn đang kỳ thị anh bạn Seo nên là không. Nhưng mà mãi cho đến khi vào một ngày nọ, Seo bỗng nhiên lại nhắn tin với mình, muốn tâm sự với mình chuyện cá nhân của Seo. Và tụi mình đã có một cuộc trò chuyện như là những người bình thường. Nên là sau đó mình đã vứt bỏ đi cái suy nghĩ xấu của mình đối với Seo. Nhưng mà tiếc là đó cũng là cái lần cuối mình đã chat với Seo. Nhưng mà cho đến tận đúng một năm sau, vào khoảng tháng 6 năm 2021, thì mình đã có ý định là sẽ sắm cho mình một dàn PC để chơi game, làm YouTube và cũng như là phục vụ cho những mục đích cá nhân trong tương lai. Với lại là bản thân mình lúc đó cũng không có kiến thức gì về máy tính cả, nên là lúc đó mình cũng đành chịu luôn à. Nhưng bỗng một ngày, mình lại đi bình luận dạo ở đâu đó trên Facebook, mình tình cờ đã gặp một anh bạn cũng đang muốn mua PC giống mình. Và sau đó mình đã có một cuộc trò chuyện. Nhưng mà Seo bỗng dưng lại xuất hiện. Và cái cuộc trò chuyện nó đã tiếp diễn kiểu là Seo đã phun ra một đống kiến thức về PC và mình đã không hiểu là Seo đang nói cái gì hết trơn á. Nên là cũng từ đó mình biết được là Seo chính là một người rất là am hiểu về PC, nên là Seo cũng là một người rất là thích hợp để mà có thể tư vấn cho mình mua PC. Và cũng là từ đó hai tụi mình đã trở nên thân thiết hơn. Seo đã tư vấn cho mình một cái bộ PC mơ ước một cách rất là nhiệt tình. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cái thời điểm tụi mình đã bắt đầu trò chuyện là khoảng tháng 6. Và cho đến tận tháng 10 thì bộ PC đó mới được hoàn thành. Là tại vì trong khoảng thời gian đó đã có rất là nhiều thứ đã xảy ra. Dịch bệnh bùng phát, các đồ họa giảm, bla bla bla. Nên là những tác nhân đó đã ảnh hưởng rất là nhiều với cái bộ PC của mình. Bộ PC của mình đã trải qua rất là nhiều lần biến đổi. Thì trong khoảng thời gian đó, ngoài việc nói về PC ra thì tụi mình đã chuyển sang những chủ đề khác, như là về game, đời sống hay là những gì đó. Và mình lúc đó đã bắt đầu coi Seo như là một người bạn của mình. Và đến khi mình đã hoàn thành cái bộ PC của mình á, thì mình sực nhớ ra một chuyện mấy năm về trước. Seo đã từng hỏi mình là nếu như mình có thể cho Seo làm video chung với mình. Và yeah, mọi người hiểu rồi đó. Sau khi mình build được bộ PC khoảng vài ngày á, thì mình đã đăng cái video review PC của mình. Và trong video đó Seo đã xuất hiện. Thì cảm ơn Long Tơ đã tin tưởng vào sự lựa chọn của mình để có được dàn PC rất là đẹp và tốt để có thể làm video càng ngày càng chất lượng hơn cho các bạn. Và nếu có thể thì trong tương lai mình sẽ xuất hiện trong một vài video của Long Tơ, cho nên hãy là đón xem nha. Và từ đó là mình với Seo đã trở thành bạn, mặc dù là mình chưa từng gặp Seo ở ngoài đời. Mình thậm chí là còn chưa biết mặt Seo ra sao nữa. Là tại vì Seo không thích Seo mặt nên là cũng đành chịu thôi. Điều đó cũng cho ta một bài học là Internet chính là một thứ rất là kỳ diệu. Nó có khả năng khiến hai người chưa từng quen biết nhau liên kết bọn họ lại với nhau. Và hai người đó có thể trở thành một đôi bạn thân mặc dù là chưa từng gặp nhau ngoài đời bao giờ. Đó chính là do chấm hết cho video ngày hôm nay. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Thì nếu như các bạn thích video thì các bạn hãy cho mình like, một share và đừng quên subscribe cho kênh của mình. Và đừng quên cái chuông để nhận thông báo được kênh nhé. Ok, hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!